cả đầu là chiếc khẩu trang bên mình. Khẩu trang bên mình đeo cho đông người, đeo khi mắc bệnh, đeo tiếp xúc gần. Cả thứ hai là khử khuẩn, rửa tay mọi lúc nhá, vệ sinh kỹ càng nhà cửa quanh ta. Ây yo, vaccine đúng lịch đủ liều, trang bị đủ thuốc sớm điều trị ngay, cập nhật công nghệ luôn tay, nâng cao ý thức trong ta mỗi ngày. 2K cùng biện pháp khác, cùng với những biện pháp khác, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.